Theo Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023 thực hiện công tác chăm lo cho hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Người Cao Tuổi các huyện, thành phố đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân trao tặng trên 1.800 phần quà, 300 ký gạo tặng người cao tuổi, nghèo tại các huyện, thành phố, hỗ trợ đột xuất đỡ đầu cho hơn 70 cụ già yếu neo đơn, vận động xây dựng và sửa chữa 21 căn nhà tình thương. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi ốm đau 28.000 lượt cụ, thăm viếng trên 3.000 cụ qua đời, tổng giá trị hoạt động là trên 9 tỷ đồng.